Chào mừng em đã quay trở lại với Full Stack. Hôm nay thì mình sẽ làm tiếp một video liên quan tới Docker. Thì nội dung của video này thì đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu sơ qua về các cách cài đặt Docker. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng một sample application và giải thích về Dockerfile cũng như là cách sử dụng Dockerfile để build một Docker image. Tiếp theo thì mình sẽ dùng command line để chạy container từ cái image mà mình vừa tạo. Ngoài ra thì mình cũng sẽ giải thích một số cái khái niệm liên quan tới Docker như là infrastructure as code và immutable infrastructure. Và quan trọng nhất là trong video này thì mình cũng sẽ giới thiệu các cái best practice để giúp các bạn viết Dockerfile một cách hiệu quả hơn. Ok, chúng ta cùng nhau bắt đầu nhé. Nếu các bạn lần đầu xem video từ kênh của mình ấy, thì mình sẽ giới thiệu một chút. Mình là Phú, hiện mình đang làm IT ở Tokyo, Nhật Bản. Thì kênh YouTube của mình được mở ra với mục đích đơn giản là chia sẻ kiến thức trong ngành IT. Và mình mong rằng ấy là sau khi các bạn xem xong video của mình, có thể có được những cái thông tin mới để vận dụng trong công việc cũng như học tập. Nếu các bạn cảm thấy video của mình có ích ấy, hãy ủng hộ mình bằng cách ấn nút subscribe và like ở phía dưới nhé. Ở phần đầu tiên này thì mình sẽ chỉ giới thiệu về các cách cài đặt Docker. Còn về phần cài đặt thực tiễn ấy, thì mình sẽ để dành cho các bạn nghiên cứu document của Docker và làm theo nhé. Thực tế thì cài đặt Docker chỉ tốn từ 5 đến 10 phút thôi. Các bạn không cần phải lo lắng quá. Docker có thể được cài đặt ở trên 3 hệ điều hành là Windows, macOS và Linux Server. Đối với Linux Server thì mọi người có thể cài đặt thông qua Package Manager. Còn đối với Windows và macOS thì ở trước 2016 ấy, thì mọi người sẽ sử dụng Docker Toolbox để cài đặt. Nhưng mà hiện tại thì chúng ta đã có Docker Desktop, trong đó bao gồm là Docker for Windows và Docker for macOS. Thì mọi người có thể lựa chọn một trong hai để cài đặt nhé. Thì đối với mình thì hiện tại đang chạy một máy ảo Vagrant chạy Ubuntu OS và mình đã cài đặt Docker vào trong cái máy ảo này. Thì sau khi mọi người cài đặt xong ấy, thì có thể thử chạy bằng command là Docker version. Nếu hiện ra kết quả như thế này tức là ok. Và chúng ta có thể bước qua phần tiếp theo. Để bắt đầu phần này thì mình sẽ giới thiệu sơ qua về sample application mà mình đã viết để sử dụng trong video này. Application này sẽ gửi request tới web API của Spotify và yêu cầu đường dẫn 5 playlist mà mình đã tạo trên Spotify. Thì nếu các bạn chưa biết, Spotify là một dịch vụ nghe nhạc online rất nổi tiếng hiện tại trên thế giới. Thì sau khi đã có được đường dẫn của 5 playlist thì mình sẽ gửi về frontend và phần frontend sẽ hiển thị cái giao diện như sau. Thì để giải thích design của application của mình ấy, thì mình đã vẽ một cái hình minh họa như sau. Thì trong hình này các bạn có thể thấy là application của mình ấy sẽ bao gồm hai thành phần chính. Đầu tiên là frontend thì mình viết bằng Vue.js. Còn backend ấy, thì mình viết bằng Python 3.6 và sử dụng một library có tên là Flux. Thì sau khi code xong ấy, thì mình sẽ dự định là deploy frontend lên một cái service của Google Cloud Platform. Và cái service này ấy, thì mình không cần phải định nghĩa container image. Cho nên trong video này thì mình sẽ chỉ hướng dẫn cách viết Dockerfile cho backend Python của mình. Thì đối với các tình huống phổ biến ấy, thì mọi người sẽ sử dụng Dockerfile để định nghĩa Docker image. Thì ngoài ra sẽ còn một số cách khác nữa, nhưng mà mình sẽ không đề cập đến trong video này. Tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu về source code của application của mình. Thì đầu tiên thì mình sẽ tạo một folder là SRC. Ở trong SRC thì mình sẽ có hai folder con là backend và frontend. Thì ở trong backend thì mình lại có hai cái file chính là app.p và requirement.txt. Ở trong app.p thì mình sẽ sử dụng Flux library để viết API. Và ngoài ra thì mình sẽ sử dụng thêm một library có tên là Spotify. Thì cái library này có tác dụng là sẽ để kết nối với Spotify web API. Thì ở dưới hàm main của cái file app.p ấy, thì mình cũng đã định nghĩa một số cái environment variable để mình truyền vào file app.p. Thì ở đây sẽ là ba cái biến môi trường là Client ID, Client Secret và Port. Tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu về frontend. Thì mình code bằng Vue.js. Thì cái logic chính ấy nằm ở trong app.view. Thì mình sử dụng library Axios để gửi request tới backend API và nhận thông tin về các playlist. Sau đó thì mình sẽ hiển thị ở trên browser. Vậy là mình đã giới thiệu xong về application mà mình đã viết. Dockerfile là một chuỗi các instruction mà bạn viết, bạn định nghĩa để tạo ra Docker image. Dockerfile cũng là một cái ví dụ điển hình liên quan tới một khái niệm gọi là infrastructure as code, mà mình sẽ giải thích cái ý nghĩa của cái khái niệm này
ở phần tiếp theo. Thì theo như kinh nghiệm của mình ấy, để viết Dockerfile một cách hiệu quả thì tốt nhất là các bạn nên có kiến thức về Linux command cũng như là shell scripting. Thì chúng ta hãy cùng nhau xem Dockerfile mà mình đã viết nhé. Thì bắt đầu tiên ấy là instruction from, thì bạn sẽ dùng from để chỉ định bay image mà bạn dùng. Ở đây thì mình sẽ sử dụng một cái public bay image có tên là python 3.7 slim. Thì cái image này sẽ có trên Docker Hub. Giả sử cái máy của bạn mà chưa có image này ấy, thì khi build Docker image thì Docker daemon sẽ tự động tải từ Docker Hub về. Tất cả mọi Docker file đều bắt đầu bằng from nhé. Và tiếp theo là workdir, thì mình sẽ sử dụng workdir để chỉ định directory hay là constant để chạy các cái instruction tiếp theo. Ở đây thì mình sẽ sử dụng cái directory là /app. Tiếp theo là instruction copy, thì bạn sẽ dùng để copy một file hay là directory từ host machine vào bên trong container. Thì ở đây thì mình sẽ copy hai file là app.p và requirement.txt. Tiếp theo là instruction run, thì bạn sẽ sử dụng run để chạy một số cái Linux command. Thì ở đây thì mình sẽ chạy command là pip install requirement.txt. Mục đích của command này ấy là cài đặt các cái Python package mà mình đã sử dụng để chạy application của mình. Thì nếu các bạn chưa biết ấy, requirement.txt là một cái file để quản lý tên các package cũng như là version mà mình đã sử dụng nhá ở trong Python. Và cuối cùng ấy là instruction cmd. Ở đây thì cmd được sử dụng để định nghĩa một cái command mà container sẽ chạy khi mà bắt đầu. Ngoài cmd có một cái instruction khác giống tương tự là entry point. Về cách dùng của hai cái này ấy, thì mình sẽ để dành một cái video khác giải thích tương tận hơn. Ở đây thì mình sẽ sử dụng command là python app.p. Ok, đây là Dockerfile mà mình đã viết, các bạn có thể thấy là khá là ngắn và đơn giản. Để build Docker image thì đầu tiên thì mình sẽ mở terminal và di chuyển vào thư mục là src/backend. Đây là nơi mà mình đã lưu file Dockerfile nhé. Tiếp theo thì mình sẽ chạy command là docker image build -t cùng với tên của image và constant. Ở đây tên của image là mình lấy là demo-backend, còn constant thì mình sẽ sử dụng là dấu chấm, tức là thư mục hiện tại current directory ở bên trong Linux, bởi vì là mình đã di chuyển vào thư mục src/backend. Thì sau đó thì mình sẽ chạy command này và các bạn có thể thấy là docker daemon sẽ tự động tải image python 3.7 về cái máy tính của mình. Và sau đó ấy, đối với mỗi cái instruction ở trong Dockerfile thì sẽ sinh ra image layer tương ứng. Sau khi command này chạy xong ấy, nếu các bạn muốn kiểm tra các image hiện đang có trên host machine ấy, các bạn có thể gọi là docker image ls, thì cái command này sẽ trả về thông tin như là tên, tag và size của docker image. Ở đây các bạn có thể thấy là kích cỡ size của demo to backend ấy là 127 MB. Trong trường hợp ấy, bạn muốn kiểm tra các image layer của một docker image, bạn có thể sử dụng command là docker inspect image cùng với tên. Ở đây thì mình sẽ để là demo to backend. Thì sau khi hiện kết quả ấy, các bạn sẽ kéo xuống một chút và các bạn có thể thấy là có một cái array có tên là layer ở bên trong root fs, bao gồm các id của image layer. Thì image layer ấy là một cái cơ chế cực kỳ quan trọng khi các bạn sử dụng docker, bởi vì ấy thì docker sẽ tái sử dụng image layer để giảm cái thời gian build docker image cũng như là size kích cỡ của một docker image. Tiếp theo, sau khi đã tạo xong docker image thì mình sẽ chạy container. Để chạy được container ấy, thì mình sẽ cần phải thiết lập một số cái environment variable, biến môi trường, để truyền vào application của mình. Thì application của mình ấy, thì mình sẽ cần phải có 3 cái biến môi trường là Spotify client ID, client secret và port. Thì ở đây client ID và client secret ấy, thì mình sẽ lấy được bằng cách lên trang chủ của Spotify developer tạo một application, vì cái thông tin này là nhạy cảm cho nên là mình sẽ để mơ nhé. Còn port ấy, thì mình sẽ sử dụng cổng 9000. Sau khi đã thiết lập xong thì mình sẽ chạy command là docker container run -e. -e là tham số mình dùng để chỉ định các environment variable. Tiếp theo là -p để chỉ định port forwarding tại cổng 9000. Port forwarding có nghĩa là khi mình gửi request tới IP của host machine tại cổng 9000 ấy, thì cái request đấy sẽ tự động được redirect sang container cũng tại cổng 9000. Tiếp theo là --name, mình sẽ dùng để chỉ định tên của container. Nếu các bạn không dùng cái --name ấy, thì Docker sẽ chọn một cái tên ngẫu nhiên để gắn cho container. Sau khi command này chạy xong, các bạn có thể nhìn vào phần terminal và sẽ thấy là log của backend API đã in ra. Thì nếu các bạn muốn kiểm tra các cái container đang chạy ở trên hệ thống, có thể sử dụng command là docker container ls. Kết quả trả về của command này các bạn có thể xem được là tên của container, image,
Status và Port Forwarding. Để dựng Docker Container run ấy, thì bạn có thể ấn là Ctrl+C. Nhưng ở thời điểm này ấy, thì container mới chỉ ở trạng thái dừng chứ chưa được xóa. Thì nếu các bạn muốn check tất cả các container ở trên hệ thống đang chạy cũng như là dừng thì các bạn có thể sử dụng command docker container ls cùng thêm với tham số là -a. Nếu các bạn muốn chạy lại cái container đã dừng ấy, có thể sử dụng tiếp command docker container start cùng với tên, ở đây sẽ là demo -backend. Thì vừa rồi mình đã giới thiệu một số cái command rất là cơ bản để các bạn thao tác với container ở trên hệ thống. Thì ngoài ra sẽ còn nhiều command nữa nhưng các bạn sẽ cần phải sử dụng thực tiễn để tìm hiểu nhé. Sau khi đã chạy xong container cho backend API ấy, thì mình có thể kiểm tra bằng một command cực kỳ đơn giản là curl http localhost port là 9000 / playlist. Thì các bạn có thể thấy là API trả về cho mình link của 5 playlist mà mình đã tạo trên Spotify. Tiếp theo thì mình sẽ chạy from end bằng command npm run serp và mở browser. Các bạn có thể thấy là browser đang hiện ra 5 playlist của mình và mình có thể nghe ở trên browser luôn. Ok, vậy là backend API của mình và from end đều chạy có vẻ không có vấn đề gì hết. Ở phần này thì mình sẽ giải thích một số lợi ích khi các bạn sử dụng Dockerfile cũng như một số khái niệm liên quan tới Docker. Thì khi các bạn sử dụng Dockerfile ấy, thì sẽ có một số lợi ích như sau. Đầu tiên là các bạn sẽ quản lý runtime environment cùng với application bằng code. Code ở đây tức là Dockerfile. Thì ở đây liên quan tới một khái niệm gọi là infrastructure as code. Tiếp theo, các bạn sẽ đóng gói application code cùng với runtime environment và configuration trong một object gọi là Docker image. Thì sau đó các bạn sẽ sử dụng Docker image để deploy lên các server. Vì image là không thay đổi cho nên cái hệ thống của bạn ấy, application của bạn sẽ chạy cực kỳ ổn định. Thì ở đây liên quan tới một cái khái niệm gọi là immutable infrastructure. Để giải thích về hai khái niệm infrastructure as code và immutable infrastructure ấy, thì mình sẽ vẽ một cái hình minh họa để các bạn hiểu dễ hiểu hơn nhé. Tiếp theo, ở trong cái hình minh họa này thì mình sẽ giới thiệu một situation, một cái tình huống mà mình nghĩ là anh em mới ra trường ấy hay là mới bắt đầu đi làm có lẽ đã từng gặp phải, ngay cả chính bản thân mình thì cũng đã từng gặp. Thì ở trong cái hình này sẽ có một bạn developer. Bạn này sẽ cài đặt môi trường dev sử dụng Python 3 và sau đó code một application sử dụng syntax của Python 3. Sau khi code xong ấy, thì bạn này lại test và application chạy hoàn toàn ok, không có vấn đề gì hết. Tiếp theo, bạn này bắt đầu setup server production. Thì do cái hệ điều hành của server nó hơi cũ thì khi cài đặt Python ấy lại ngẫu nhiên trở thành Python 2 mà vô tình là bạn này cũng không để ý luôn. Và cuối cùng ấy, bạn này deploy lên server production 6 tầm 2 đến 3 tiếng thì bạn này mới phát hiện là application chạy lỗi, báo lỗi bởi vì là syntax của Python 2 khác syntax của Python 3. Thì cái tình huống này ấy, có liên quan tới một khái niệm gọi là mutable infrastructure, tức là có sự thay đổi giữa các server dẫn tới sự hoạt động không ổn định của application hay là application sẽ chạy lỗi. Tiếp theo thì mình sẽ có một hình minh họa thứ hai cho một tình huống khác. Thì ở trong hình này cũng là một bạn developer, nhưng mà bạn này khác với tình huống đầu tiên ấy, là sẽ sử dụng Dockerfile để định nghĩa và quản lý runtime environment, tức là Python 3 đấy. Sau đó bạn này đóng gói cái runtime environment cùng với application code và configuration để tạo thành Docker image. Và tiếp theo thì bạn này sẽ deploy Docker image lên các môi trường là production. Bởi vì ấy, là image sẽ không thay đổi cho dù bạn deploy vào bất kỳ môi trường nào đi chăng nữa, cho nên là application của bạn này ấy, sẽ chạy hoàn toàn ok mà không có vấn đề gì hết. Thì nhìn cái quá trình sử dụng Dockerfile và deploy Docker image còn nhìn thì đơn giản, nhưng mà ở trong đấy ấy, sẽ có hai cái khái niệm quan trọng mà mình muốn giới thiệu. Đầu tiên là immutable infrastructure. Cái khái niệm này có nghĩa là bạn sẽ đóng gói cái trạng thái cuối cùng sau khi đã cài đặt runtime environment, cài đặt configuration và application code, tạo thành một cái image và sử dụng cái image đấy để deploy lên các môi trường khác. Là tức là cái infrastructure sẽ không thay đổi cho dù bạn deploy lên bất kỳ môi trường nào đi nhá. Và tiếp theo là một cái khái niệm là infrastructure as code. Thì ở đây bạn sẽ sử dụng Dockerfile để quản lý runtime environment. Code ở đây tức là Dockerfile nhá. Giả sử nếu các bạn làm việc ở trong môi trường nhiều member, nhiều người thì các bạn sẽ sử dụng các cái tool như là version control, GitHub, GitLab để quản lý Dockerfile. Nếu các bạn muốn thay đổi Dockerfile thì các bạn sẽ phải tạo pull request và review cẩn thận trước khi merge vào branch master. Thì infrastructure as code cùng với immutable infrastructure ấy là hai khái niệm cực kỳ quan trọng để giữ cho application của bạn chạy ổn định giữa các cái môi trường. Và chúng ta có thể nói là Docker bằng infrastructure as code cộng immutable infrastructure. Mình sẽ kết thúc phần này ở đây và chuyển sang phần tiếp theo nhé.
Ở phần này thì mình sẽ tổng hợp lại sơ qua về các instruction và best practice liên quan tới Docker file. Thế đầu tiên chúng ta có instruction from, được sử dụng để chỉ định base image mà bạn sẽ dùng. Base image ở đây có thể là public image từ Docker Hub hay là các image mà bạn tạo ra. Thì có một best practice liên quan tới from ấy, là khi các bạn chỉ định base image thì các bạn có thể gắn thêm tag. Thì khi gắn thêm tag ấy, các bạn nên tránh sử dụng tag listed mà hãy chỉ định version cụ thể nhé. Về lâu dài cái này cực kỳ tốt để duy trì cái sự ổn định của application của bạn. Và tiếp theo chúng ta có instruction arc. Thì hôm nay thì mình đang dùng một cái application và Dockerfile khá đơn giản cho nên mình chưa dùng đến arc. Nhưng mà khi bạn muốn customize, tùy chỉnh cái Dockerfile ấy, thì bạn có thể sử dụng arc để truyền vào Dockerfile một số cái variable. Tiếp theo là label. Thì label được sử dụng để cung cấp thêm một số metadata cho Docker image. Ví dụ như là version, maintainer hay là description. Tiếp theo là instruction env. Bạn có thể sử dụng env để tạo một số cái environment variable mà container sẽ sử dụng. Lấy ví dụ thì mình sẽ đặt một env có tên là database gạch dưới name bằng test. Thì tiếp theo là workdir. Thì như mình đã giải thích ở phần trước ấy, workdir sẽ được dùng để chỉ định một directory hay là constant để Docker chạy các instruction nằm phía sau workdir ở tại cái directory này. Tiếp theo chúng ta có run, thì mình cũng đã giải thích ở phần trước. Thì run ấy được sử dụng để chạy một số cái Linux command. Thì ở đây thì mình sẽ giới thiệu một cái best practice liên quan tới run. Thì run là một cái instruction mà bạn sẽ hay sử dụng nhất ở trong Dockerfile, và đây cũng là một instruction mà bạn sẽ cần lưu ý nhiều nhất. Khi cái một lệnh run chạy ấy sẽ tương ứng tạo ra một image layer. Giả sử ở trong Dockerfile mà bạn có nhiều lệnh run ấy, thì bạn nếu có thể hãy gộp tất cả các run lại với thành một lệnh để giảm thiểu cái số image layer sinh ra. Thì khi các bạn làm được điều này ấy, thì sẽ tiết kiệm được cái size, kích cỡ của image. Và tiếp theo ấy, thì cũng sẽ giảm được, tối ưu hóa được cái thời gian build Docker image. Tiếp theo chúng ta có hai instruction là copy và add. Copy được sử dụng khi bạn copy một file hay directory từ host machine vào bên trong container. Còn add ấy, thì chức năng gần giống như copy, nhưng mà add còn có thể tải một file từ URL mà bạn chỉ định vào bên trong container. Tiếp theo là instruction user. Thì mặc định Docker sẽ chạy container với user root. Thì ở trên môi trường dev ấy, thì chạy bằng root hay chạy bằng gì thì đều ok hết, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà sẽ có một best practice liên quan đến user là khi các bạn chạy container ở trên production thì các bạn nên tránh sử dụng user root. Thì nếu các bạn sử dụng user root mà không để ý ấy, mà không kiểm soát chặt ấy, thì có thể dẫn tới các cái vấn đề liên quan tới security. Nhưng mà sẽ có một vài tình huống mà bạn sẽ cần phải sử dụng root. Thì đối với các tình huống này thì bạn sẽ cần phải nghiên cứu về user mapping giữa host machine và container. Tiếp theo là instruction volume. Thì volume sẽ được dùng để chỉ định một mount point, tức là một directory để lưu trữ dữ liệu ở bên trong container. Bởi vì là mặc định thì khi mà container bị xóa ấy, thì tất cả dữ liệu mà container đã lưu vào file system sẽ bị biến mất theo. Vì vậy nếu các bạn muốn lưu dữ liệu thì có thể tạo volume và lưu về dữ liệu vào bên trong volume để duy trì nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ có instruction là expose. Thì bạn sẽ dùng expose để chỉ định cổng port mà container sẽ chờ request tại port đó. Ví dụ thì mình có thể sử dụng là expose 9000. Tiếp theo là hai instruction mà bạn sẽ cần lưu ý khi sử dụng là cmd và entry point. Thì ở trong một Dockerfile, nếu các bạn sử dụng cmd hoặc là sử dụng entry point thì về ý nghĩa thì sẽ gần giống với nhau, đều là chỉ định một command mà container sẽ chạy khi bắt đầu. Nhưng đối với tình huống ấy, bạn sử dụng song song cả cmd và entry point trong một Dockerfile thì entry point sẽ thành command mà container chạy, còn cmd ấy sẽ trở thành cái tham số của cái command đấy. Thì mình sẽ dành một video để nói kỹ hơn về cmd và entry point cũng như là process chạy trong container nhé. Để kết thúc lại phần này thì mình sẽ giới thiệu nốt một best practice liên quan tới thứ tự viết các instruction ở trong Dockerfile. Thì instruction ở trong Dockerfile sẽ có hai cái xu hướng. Thứ nhất là ít thay đổi và hay thay đổi. Thì đối với các instruction ít thay đổi ấy, thì bạn nên đặt ở phía trên. Còn các instruction hay thay đổi ấy, bạn nên đặt ở phía dưới. Lý do bởi vì ấy, khi các bạn đặt như vậy ấy, thì Docker sẽ tiết kiệm được cái thời gian sinh lại các image layer. Vì vậy cho nên là sẽ tiết kiệm được cái thời gian build lại Docker image của bạn. Vậy là video của tuần này sẽ kết thúc ở đây. Trong video này thì mình cũng đã đề cập đến khá nhiều thông tin và khái niệm liên quan tới Docker. Thì mình hy vọng là đối với những bạn mới bắt đầu tìm hiểu Docker ấy, sau khi xem xong video này của mình thì có thể thử cài Docker và build một Docker image cho bất kỳ application nào. Nếu các bạn cảm thấy video của mình có ích ấy và muốn cập nhật những cái video tương tự như thế này thì hãy ấn nút subscribe và like ở phía dưới để ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tuần tiếp theo.